Rồi, xin kính chào quý vị. Hải của mình đang có mặt ở đường Nguyễn Kim, phường 6, quận 10. Phía trước quý vị, đây là sân vận động Cộng Hòa, bây giờ là sân Thống Nhất quý vị. Rồi, quẹo phải qua đây là đường Đào Duy Từ. Đây là phía sau của sân vận động nè. Bên phải đây là đường Hưng Long. Đường có chút xíu rồi vậy, 100 mét. Trời Sài Gòn đang chuyển mưa quý vị. Bây giờ là ngày 14 tháng 8 2017 nè. Đây là ngã tư với đường Ngô Quyền. Phải đây là đường Nguyễn Tiểu La. Ở bên trái đây là trường Đại học Kinh tế hay gì. Rồi, qua đây là đường Nguyễn Chí Thanh như vậy. Ngày xưa là đường Nguyễn Hoàng Quân nè. Rồi, bên phải đây là đường Nguyễn Duy Dương. Bên tay trái là chợ thực phẩm An Đông nữa vậy. Rồi, đây cây xăng. Rồi, mình vô mình rửa xe nha. Ok. Đây cây xăng Việt Nam nữa vậy. Rồi, rửa xe mấy bữa nay đi dơ quá chưa có việc rửa. Cây dầu. Rửa cho nó sạch cái gì ha. Mày sợ hồi mưa cái nó dơ nữa, mà giờ không rửa không được, nó dơ quá. Cây xăng. Xăng này là mình vô có người đứng đổ vậy, chứ không phải như ở nước ngoài là tự mình bấm á. Xăng bữa nay là 17.920 đồng một lít. Tức là khoảng 17.000 là gần 8 sen ấy. Đúng rồi. Thank you.
Ồ, ok. Thì thấy có cái yên trước là chở nhóc. Ngồi trước mấy bên đây nó lớn rồi. Nên nó ngồi sau cái chị nó luôn. Ồ, ok. Chiến mã gì, bên đây vệ sinh đó nè. Ok. Ở bên trong đây là có cái chỗ ngồi uống cà phê trong quá trình chờ rửa xe nè. Đây có chị bán chuối. Dừa, chuối. Đây, vô. Đó, ngồi đây là nhìn rửa xe ngoài kia. Miễn phí. Đây, ngồi thư giãn có ghế massage.